Nếu mà chúng ta đang lợi nhuận quá là nhiều đối với cả một số đồng coin lớn rồi, mình khuyên anh em chúng ta nên cắt bớt ra nhé. Lúc nào đó anh em vẫn luôn luôn có đô bên ngoài để chúng ta có thể đi chơi coin. Nhưng mà theo quan điểm cá nhân của mình ấy, thì thị trường sẽ vẫn cần một cái đợt điều chỉnh từ 30 cho đến khoảng tầm 50% để giúp bớt đi các cái lượng short term order kèm theo newbie mới vào thị trường đó. Họ cảm thấy kiếm tiền quá là dễ á. Sắp tới đây khả năng sẽ gây ra FOMO ngắn hạn nhiều hơn và sẽ rút một đợt hàng để tiến đến một siêu chu kỳ uptrend sắp tới với Bitcoin trên 100.000 nhá. Hello tất cả anh chị em, welcome mọi người đã quay trở lại với kênh channel của Thích Crypto và mình là Nhất Huy đây. Cái ngày vừa qua mình biết rằng là anh em khá là chán nản thị trường luôn á, bởi vì cái khoản tiền mà chúng ta đép vào trong thị trường cryptocurrency để chúng ta mua và giữ các cái đồng altcoin để kỳ vọng có thể tăng trưởng được á, thì các cái đồng altcoin đó lại không tăng. Mặc dù là hàng ngày thì chúng ta vẫn đang trấn an bản thân đó, và bản thân mình cũng như vậy mà thôi, vẫn lên để có thể update cho anh em về thị trường hàng ngày, đặc biệt những lúc đỏ như vậy nha anh chị em. Mọi người sẽ thấy mình cập nhật cho anh em khá là nhiều thông tin liên quan đến Bitcoin và altcoin những ngày vừa qua. Tuy nhiên, cái thời điểm hiện tại đây thì anh em vẫn đang quan tâm đó là cái xu hướng ngắn hạn của Bitcoin như thế nào và các cái đồng altcoin hiện tại chúng ta nắm giữ thì chúng ta bị lỗ nhiều, chúng ta nên xử lý ra làm sao đó. Cho nên mình sẽ lên clip rất là ngắn này để update cho anh em đó, bởi vì mọi người hỏi nhiều quá. Cho nên mình sẽ cập nhật rất là nhanh cho mọi người về vấn đề đó là altcoin. Mọi người sẽ thấy rằng là các cái đồng altcoin chúng ta, nếu mà chúng ta tham gia trading về khung tuần hoặc là khung tháng những ngày vừa qua, thì chắc chắn là hiện tại đây chúng ta một là SL, hai là chúng ta đang bị âm. Còn nếu mà chúng ta không lỗ thì trừ khi chúng ta đang ôm rất nhiều các cái đồng altcoin mà cái khoảng thời gian đầu mình call cho anh em, như một số các cái đồng altcoin liên quan đến meme coin hoặc là Ondo bên hệ sinh thái của RWA ấy, hoặc là Bitcoin Ethereum ấy, thì cũng không bị giảm nhiều lắm đâu, chỉ có giảm chủ yếu đến từ các cái đồng altcoin mà thôi nhá. Vậy Bitcoin ở cái vùng 63.000 thì còn có thể là giảm tiếp hay không á, thì mình sẽ update luôn cho mọi người nhé. Mình biết thời gian vừa qua thì có một số anh chị em á, chúng ta đang mua coin với cái kỳ vọng đó là chúng ta đang TP cho một cái chu kỳ của cuối năm 2024 và đầu năm 2025, đúng không? Bởi vì mọi người đã nghe mình cập nhật khá là nhiều về xu hướng của Bitcoin trong một cái sóng trung hạn rồi, đó là mình đang có một cái kỳ vọng Bitcoin sẽ có một cái sóng hồi phục khá là mạnh cùng thị trường nhé, và khoảng thời gian của quý 4 năm 2024 và đầu năm 2025 đó anh chị em. Thì mình đã tham khảo cộng đồng rồi, hiện tại thì đa phần chúng ta đang bỏ tiền vào mua như vậy, nhưng mà khi thị trường giảm các cái nhịp như vậy này anh chị em, thì mọi người đang bắt đầu lo sợ và mọi người muốn cắt lỗ đi đó. Ok, và bây giờ đây thì mình sẽ show cho anh em một số các cái chỉ số nhé, để sau đó thì sẽ đưa ra cho anh em cái nhận định. Nói chung thì đây sẽ là tham khảo mà thôi nha anh Trang. Trước khi bước vào nội dung của ngày hôm nay thì như thường lệ nha anh Trang, chúng ta cảm thấy clip hữu ích hãy để cho mình một like, subscribe kênh YouTube và những bật thông báo lên nhé, để không bỏ lỡ qua tất cả những nội dung quan trọng từ thị trường này. Anh em muốn cập nhật nhanh nhất về những biến động của thị trường, những dự án có tiềm năng airdrop, retry tiếp thì mọi người cho vào trong cộng đồng trên Telegram của mình và kể cả cái nhóm trading ở dưới phần mô tả của video nhé. Ai cũng sẽ đang rất là chán nản thôi vì thị trường ảm đạm đó, nhưng mà chúng ta sẽ cần phải có những tâm lý vững để chúng ta có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này nhé. Đầu tiên anh em sẽ xem qua một chút về các cái chỉ số nhé. Hiện tại đây nếu mà chúng ta nhìn về cái chỉ số tham lam sợ hãi của Bitcoin đi, những ngày vừa qua thì sao? Cái lúc mà thị trường rơi xuống cái vùng đó là 63.000, tức là thời điểm hiện tại đấy, thì cái mức độ sợ hãi và tham lam của thị trường đang ở cái ngưỡng đó là 51, tức là thị trường đang ở cái lưỡng lự đó em, chưa phải là thị trường đang ở cái mức gọi là sợ hãi đâu. Tuy nhiên nếu mà so sánh đối với cả những ngày vừa qua, thì khi mà Bitcoin có một cái nhịp đâm xuống cái vùng 64.000x đó anh chị em, thì lúc đó cái mức độ sợ hãi và tham lam của thị trường lúc đó là đang tham lam Bitcoin nha anh chị em, ở khi trên cái ngưỡng đó là hơn 60-70 đó, chứ không phải là sợ hãi đâu. Đó, có cái thời điểm hiện tại đây thì đang bắt đầu rơi về cái vùng sợ hãi rồi, đang ở 51 đúng không anh chị em. Đó, đầu tiên sẽ là cái chỉ số liên quan đến tham lam sợ hãi nhé, liên quan đến tâm lý của thị trường. Thì bây giờ đây chúng ta tiếp tục xem những ngày vừa qua thì mình đã update cho anh chị em đó là cái on chain đúng không, liên quan đến các địa chỉ ví nào hiện tại đang gây áp lực bán trên thị trường. Thứ nhất, cũng có một số địa chỉ ví liên quan đến nhà đầu tư lớn về các cái tập đoàn liên quan đến chính phủ như là của Đức đúng không, và cái nữa đó là Thọ Đào nhé. Cái lượng Thọ Đào họ đã bán trong khoảng thời gian một tuần đó, đâu đó khoảng tầm hơn 2 tỷ đô Bitcoin. Không có gì khó hiểu đâu, bởi vì là họ cần phải bán để nâng cấp máy và chi trả cho các cái chi phí liên quan điện cũng như là vận hành máy móc nha. Cái điều này anh em dễ hiểu mà thôi, họ vẫn cần phải bán kể cả Bitcoin tăng hoặc giảm nhé. Vậy thì Thợ Đào hiện tại đang lời hay lỗ? Chúng ta sẽ xem qua một chút về cái mức chi phí để khai thác ra một Bitcoin thời điểm hiện tại đây theo Macromico đó, họ có thống kê lại cho anh em. Tuy nhiên thì dữ liệu này hiện tại đã có một cái sự sụt giảm đáng kể luôn, bởi vì chính Macromico đó thì hôm trước mình có update cho mọi người đó là để khai thác ra một Bitcoin đúng không, thì theo nền tảng này update đó là khoảng tầm hơn 80.000, 90.000 đô. Nhưng mà cái thời điểm mình đang làm clip cho anh em đây thì để khai thác ra một Bitcoin chỉ mất đâu đó khoảng tầm 45.000 đô mà thôi.
và Bitcoin đang ở cái ngưỡng đó là khoảng tầm 63.000 đúng không? Và ngoài ra thì cũng có rất nhiều cái địa chỉ ví Carvoin mình đáp đấy cho mọi người ở trong tuần trước đó. Đó là họ đã bán ra một cái số lượng Bitcoin rất là lớn luôn đó, gây áp lực bán lên thị trường khi mà Bitcoin rơi từ cái vùng 67.000 đó, 68.000 anh chưa, xuống cái vùng hiện tại đây là 63.000 và vẫn đang ở một cái xu hướng giảm khi mình đang làm clip cho anh em nhé. Hay là như vậy đi, và mọi người sẽ để ý những ngày vừa qua mình nói sao. Đó là thứ nhất là về cái ngắn hạn nha anh chị em, mình đang có một kỳ vọng ở khoảng từ trên 64.000 đó, 64-66.000 đó là có thể là hồi phục luôn á, nhưng mà Bitcoin không thể phục ngay được. Nhưng mà chúng ta nhìn sang cái total 3 của altcoin, bởi vì đa phần chúng ta đã ôm altcoin mà, thì total 3 cũng đã giảm xuống cái ngưỡng đó là 581 tỷ và đang ở gần khu vực hỗ trợ nha anh chị em. Đó, đang ở gần có một cái khu vực hỗ trợ ở đây, tức là dưới đó khoảng tầm 560 mấy tỷ đó. Mọi người sẽ nhìn ở đây có sẽ có một khu vực hỗ trợ này. Còn nếu mà anh em view xa hơn để nó có thể là rơi xuống cái vùng đó là hơn 400 tỷ thì mình nghĩ rằng là chưa đâu, sóng này thì khả năng là chưa. Đó nha anh Trang. Thì mình nghĩ rằng sẽ có một cái sóng hồi phục nhẹ cho anh coi ở cái tuần cuối của tháng 6 nhé. Tiếp tục như vậy thì mọi người sẽ xem về các cái địa chỉ ví mua của Bitcoin trong cái ngưỡng đó là từ 61.300 đến 63.200 thì có đâu đó khoảng tầm 1,28 triệu địa chỉ ví Bitcoin được sinh ra. Total volume là 356 Bitcoin nhé. Nhưng mà địa chỉ bị bán thì sao? Gấp đôi nha anh Trang. Total volume gấp đôi nha, tức là 708.000. Thì anh em cũng nhìn ở trên đường chart đó, đó là Bitcoin cũng đã giảm giá khá là nhiều rồi. Còn altcoin thì mọi người sẽ để ý nhá anh Trang, bởi vì mình đang cần có một cái xu hướng rõ ràng hơn đối với cả Bitcoin. Nếu mà nó cứ sideways khó chịu và thi thoảng lại giảm thêm vài trăm giá đến 1.000 giá thì chắc chắn altcoin của anh em sẽ bị giảm và bị chia rất là nhiều luôn. Còn rõ ràng ở đây là gì? Đó là Bitcoin sẽ cần có một cái cú đâm luôn ấy, hoặc là boom luôn. Thì altcoin sẽ rõ ràng hơn về sóng nhá. Cái giai đoạn này đây thì nếu mà chúng ta nói với nhau thường xuyên ở một cái câu khá là dân dã, đó là cái giai đoạn bào tiền của thị trường, chúng ta cứ vào DCA và tiền của chúng ta thì vẫn bị giảm thường xuyên nhé. Và tiếp tục như vậy thì anh em sẽ xem qua, đó là trong 24 giờ vừa qua thì tỷ lệ long short trên toàn bộ thị trường mà bị thanh lý nhá, thì đâu đó khoảng tầm 99 triệu mà thôi. Đây là một con số nhỏ nhá, số nhỏ đối với cả thị trường hiện tại đang bị âm, và chứng tỏ rằng là cái tỷ lệ mở vị thế đó anh em, mở vị thế thì đã giảm đi đáng kể rồi. Anh em check luôn ở bên trên nền tảng của Crypto Quân đó, thì mới sẽ thấy rằng đây cái open interest á, đã bị giảm nhé, từ cái vùng 71.000 á, các cái lệnh mở vị thế long khá là cao. Tuy nhiên đến điểm hiện tại đây thì các cái lệnh mở vị thế đã giảm đi rất là nhiều rồi nhé, giảm cực kỳ là nhiều rồi, cho nên anh em sẽ thấy về cái tỷ lệ thanh lý nó bị giảm đi nhiều rồi. Và trong những ngày vừa qua thì sao? Thế quan đến short term order là một cái đối tượng bán và ảnh hưởng trực tiếp đến giá của thị trường đó. Hôm qua thì mình mới cập nhật cho mọi người đó cái chỉ số liên quan đến nó Bitcoin short term holder rally á, thì anh em sẽ nhìn thấy rằng hiện tại cái chỉ số này đang ở cái mức đó là âm khoảng âm 3 đó anh chị em. Profit not margin đang ở âm 3 đúng không? Tức là mình đã có một cái giải thích cho anh em ở đây là các short term holder họ sinh ra trong khoảng thời gian ngắn, tính cái ví đó sinh ra đó là dưới 150 năm ngày á, và các địa chỉ ví đó thì họ tham gia trading và họ mong muốn có lời để chốt lời đó, nhưng mà họ đang mua ở một cái vùng đó là vùng đang tiệm cận lỗ, và nếu mà Bitcoin tiếp tục giảm thì sẽ gây áp lực bán đối với cả những cái đối tượng liên quan đến short term holder. Mình đáp cho mọi người ở đây rồi đó anh chấp nhé, thì mọi người có thể là xem ở đây. Và hiện tại đây thì chắc chắn là trong khoảng thời gian mình làm clip ấy, Bitcoin có một cái cú đâm nhẹ xuống ấy, đó cũng là cái dấu hiệu bán của đến từ short term order, và các cái địa chỉ liên quan đến short term order ấy, trên thị trường ấy, mà cái mức độ lời lỗ của họ bị giảm xuống đáng kể, gọi là xuống cái mức âm ấy, thì lúc đó cũng là cái dấu hiệu khá là tích cực khi mà chúng ta nhìn sang cái chỉ số liên quan đến các địa chỉ Bitcoin, họ vẫn có thể là gom thêm các nhịp giảm của thị trường. Cho nên cái điểm hiện tại đây thì Bitcoin đang ở cái vùng đó là 62.900 đúng không? Hôm vừa rồi mình update cho anh em cái khung trading ở trong khung tháng rồi đó. Ngắn hạn thì rất là khó dự đoán và chúng ta cũng không đúng ngắn hạn. Cho nên anh em sẽ xem giúp mình ở trên khung tháng nhé. Trong cái nhận định của mình ở trong khoảng thời gian tháng 6 đây thì Bitcoin cùng lắm về cái vùng khoảng tầm 60.000x mà thôi nhé. Có thể sẽ có cái dấu giật xuống khoảng tầm 57.000 á, nhưng mà gọi là giật xuống mà thôi. Từ cái vùng 60.000 xuống 57.000 á mà có cái dấu rút khá là mạnh trở lại, hoặc là tiệm cận 60.000 có dấu rút mạnh trở lại thì mình nghĩ rằng sẽ có cái sự hồi phục trở lại của thị trường thôi. Nhưng mà không phải là rút một phát là tăng ngay đâu, nó sẽ có một cái sóng xoay nhẹ hồi trở lại của thị trường và xem cái áp lực mua bán của thị trường để cá voi cá mập họ sẽ có động thái. Nhưng ngày vừa qua thì họ bán khá là nhiều rồi nhá, và các cái dòng tiền vào trong quỹ của ETF ấy cũng đã bị giảm. Nếu mà chúng ta nhìn tổng quan chung thì thị trường hầu như là không có volume và cũng không có cái lực mua trở lại đâu. Chúng ta cũng nhìn ở trên biểu đồ chart đó, cái lực mua rất là yếu luôn và chủ yếu đến từ lực bán mà thôi. Thị trường nếu mà nhìn chung vẫn đang ở một cái xu hướng giảm ở trong một cái khung này, hoặc là khung trading đã update cho mọi người trước đó cái cả, cả cả tháng rồi nha anh em đó, cả hơn tháng rồi, đó là hơn 60.000 nhá. Đó, đây sẽ là update của mình. Vậy rủi ro lớn ở đây là gì? Đó là trước tiên ấy, cái lượng dự trữ Bitcoin và Ethereum ở trên các nền tảng sàn SEC thì rất là yếu nhỏ nhá. Cái thứ hai nữa đó là thị trường đang ở trong cái mức đó là volume thấp, thì chỉ cần có một cái phớt lớn thôi á,
khả năng thị trường sẽ có một cái cú đâm nhé. Còn nếu mà chúng ta nhìn sâu hơn thì nhiều người đang view về cái vùng 50.000, mình nghĩ rằng là không đâu nhé. Đây sẽ là nhận định theo quan điểm cá nhân của mình nhé. Mình nghĩ rằng sẽ không xuống cái vùng 50.000 đâu. Mà cùng lắm sẽ có cái dấu rút xuống cái này mà thôi, nó sẽ hình thành cái mô hình ống tăng trở lại đó anh em. Thì đây sẽ là một mô hình cũng khá là tốt để cho thị trường có thể là hồi phục trở lại nhé. Đó. Cái vùng rút dâu á, sẽ là một cái vùng không giảm của altcoin nữa, hoặc là không giảm nhiều nữa nha anh em. Nó không giảm nữa anh em. Cho nên chúng ta có thể là an tâm. Bitcoin đang ở cái vùng 62.800 và đang ở một cái xu hướng tiếp tục có thể là giảm nữa, thì chúng ta có nên mua altcoin hay không? Chúng ta sẽ nhìn sang altcoin đi. Mình sẽ điển hình cho một số anh em, chúng ta nhìn sang một số các cái đồ altcoin nhé. Total 3 thì mình update đúng không? Đang ở cái vùng gần hỗ trợ đó. Thì chúng ta có thể là tham gia, chúng ta nhìn trước tiên sẽ là cái đồng Optimism nhé. Hôm vừa rồi thì có thể là update cho anh em đúng không? Khi mà Optimism ở cái vùng 2.5 đó, có cảm nhận cho mọi người đó rơi sâu nhất thì rơi khoảng tầm anh em, đây chính là cái dâu này, này. Khoảng tầm 1.8x đó. Nhưng mà hiện tại đây thì op đã rơi về cái vùng đó là 1.7x. Thì mọi người sẽ nhìn để ý này, đó là các cái đồng altcoin ấy, chúng ta nắm giữ thì mình sẽ ví dụ đối với cả một cái đồng coin thời gian vừa qua khá là cứng, đồng BB nhé. Đồng này anh em thấy khá là cứng đúng không? Đó, nó cứ loanh quanh ở cái vùng này, anh em thấy chưa? Loanh quanh ở vùng này nha anh em. Đây sẽ là một cái vùng tích lũy và gom hàng. Nhưng mà nếu mà thị trường có xuống xấu thì các cái vùng đỡ giá của altcoin sẽ không hỗ trợ được đâu, mà sẽ cần phải rơi xuống một cái nhịp thêm nữa. Cũng có thể là quét các cái lệnh ở dưới này, các cái lệnh SL đó, để sau đó mới có thể tăng trưởng trở lại nha anh em. Vậy nên nếu mà chúng ta mua và tham gia DCA Spot thì mọi người cứ an tâm, mình nghĩ rằng cùng lắm thì Bitcoin có thể là về cái vùng 60.000 thôi, và altcoin sẽ không giảm thêm nữa đâu, không giảm thêm quá nhiều nhé, vẫn có thể là bị điều chỉnh thôi, nhưng không giảm thêm rất là nhiều so với cả những ngày trước, là bị giảm thậm chí là 20 đến 50% cơ. Một số các đồng altcoin mà chúng ta ôm không phải là có tốt á, mà những đồng altcoin mới thì còn bị giảm khá là nhiều cơ, bởi vì mình chính bản thân mình tham gia trading nên mình cũng bị dính SL của anh em mà. Nhưng mà cái lượng SL đó thì chúng ta quản lý được và hầu như nó không bị lỗ nhiều lắm, nhưng mà chúng ta giữ các đồng stablecoin đúng không, và luôn update cho mọi người đó, chúng ta nên có stablecoin bên ngoài để dự phòng các cái nhịp giảm của thị trường đó. Còn nếu mà chúng ta nhìn tổng quan chung để zoom out về thị trường nhé, đó là hiện tại đây thì những ngày vừa qua chúng ta sẽ thấy các cái đồng coin nào chú ý đến, đó là ETH thôi, chú ý tập trung đối với cả ETH nhé, mình nhấn mạnh cho anh em khá là nhiều rồi, bởi vì là cái sự kiện liên quan đến Bitcoin ETF Spot ấy, được thông qua thì Bitcoin đâu tăng ngay đâu, mà nó sẽ tăng nhẹ ở cái giai đoạn đầu của FOMO trước tin đó, sau đó thì nó mới có thể là giảm xuống. Anh em nhìn lại chu kỳ đi, đây này, Bitcoin từ vùng này lên cái vùng này, đó là 49.000, sau đó thì từ 49.000 nhé, giảm trong khoảng thời gian đâu đó khoảng tầm 2 tuần xuống 30 38 39.000, tức là giảm 10.000 giá. Và từ cái khu vực này mới có thể là tăng trưởng trở lại và tăng rất là mạnh luôn, gần x2 đối với cả Bitcoin luôn. Nhưng mà chúng ta liên hệ đối với cả Ethereum thì sao? Thì có thể là lịch sử không lặp lại đối với cả Ethereum nhé, có nghĩa là không tăng rất là mạnh nhưng mà vẫn lặp lại ở trong một cái chu kỳ chặt giá. Mình nghĩ rằng Ethereum vẫn có thể tăng trưởng trên cái vùng 4.000 được, mình kỳ vọng trên 6.000, nhưng mà khả năng cái vùng TP 6.000 của mình thì nó sẽ rơi vào khoảng đâu đó quý cuối cùng của năm 2024 này đây. Cho nên á, chúng ta có thể tham gia TP trong một cái sóng ngắn hạn đối với cái Ethereum, khi mà nó lên trên cái vùng khoảng tầm hơn 4.000 thì lúc đó mình nghĩ rằng cũng khá là nhiều các cái đồng altcoin của chúng ta cũng đã về bờ và cũng đã dương tài khoản rồi. Nếu mà chúng ta đang DCA xuống, mình sẽ ví dụ đối với cái đồng Optimism đi, là cái đồng coin hiện tại chúng ta đang rất là quan tâm và mọi người cũng đang ôm nhiều đó, chắc chắn là thời gian vừa qua chúng ta đang lỗ rồi, bởi vì trung bình giá mọi người đang mua thì đa phần đều đang là trên 2 đô la đúng không. Đồng coin này thì mình có mua các cái lệnh mình đáp đến cho mọi người nhé, thứ nhất đó là 2.5, thứ hai đó là 2 đô la, và cái vùng 1.7, 1.77 nhá, mình vẫn đang mua. 1.77 mình mua rồi, cho nên là mình vẫn đang theo dõi giá của cái đồng coin này, và mình có update cho anh em sâu nhất đó là về 1.1x đúng không? Thì mọi người có thể lưu ý giúp mình đối với cả cái đồng coin Optimism này nếu mà chúng ta quan tâm với Layer 2 nhá. Còn các cái đồng altcoin mới thì anh em hỏi có nên đầu tư hay không? Thì mình có nói cho anh em đó là cái khoảng thời gian quý 3 của năm 2024, đó là cái khoảng thời gian định giá altcoin đúng không? Bởi vì chúng ta nhìn về cái chu kỳ á, thì mọi người sẽ thấy rằng là cái chu kỳ của quý 3 thì thường sẽ là âm. Và thực sự nếu mà nhìn tổng quan chung về vĩ mô á, thì khả năng thị trường sẽ có cái thông tin tốt liên quan đến nới lỏng tiền tệ từ Fed đó. Chắc đâu đó nếu mà chúng ta xem á, thì vote hiện tại thì cái chu kỳ họp mà để Fed đưa ra mức lãi suất tiếp theo mà có cái chu kỳ giảm lần đầu tiên trong năm 2024 đó anh em, thì rơi vào khoảng tháng 9 đó, tức là thị trường có thể hồi phục mạnh trở lại bắt đầu từ tháng 10, tháng 11 gì đó nha anh em. Đó là thông tin update của mình đối với cả một cái sóng trung hạn để cho anh em sẽ có cách nhìn này, nó cũng bullish hơn á. Nhưng mà nếu mà hiện tại đây mình sẽ đưa ra một cái giả thuyết nhé, đó là thị trường tiếp tục có một cái sóng ảm đạm nữa trong một khoảng thời gian đâu đó một tháng nữa thì anh em có chịu đợi không. Mình cũng đã cảm nhận được khá là nhiều rồi và mình nghĩ rằng nếu mà tiếp tục trong khoảng thời gian một tháng nữa thì rất nhiều anh em đã sẽ rời bỏ thị trường nhé. Mình có một cái lời khuyên cho anh em, đó là khi mà anh em tham gia vào thị trường cryptocurrency ấy, thì mọi người cố gắng hình thành nên một cái kinh nghiệm riêng cho bản thân, bởi vì khi mà chúng ta nghe lời của KOL hoặc là một số các leader khác họ chia sẻ, có lúc họ đúng, có lúc họ sai, và khi lúc họ sai thì nhiều anh em chúng ta sẽ cảm giác phẫn nộ và mọi người sẽ gây cái gọi là đổ lỗi cho người khác đó. Và tại bởi vì là
nghe người này người kia, cho nên mình mua coin này coin kia, cho nên là tài khoản của mình bị giảm đó. Cho nên chúng ta sẽ hình thành những cái tâm lý chán nản mà chúng ta sẽ cắt bỏ các đồng coin đó, chúng ta nhảy các cái đồng coin hiện tại đang có cái sóng hồi phục mạnh hơn chẳng hạn đó. Nhưng mà chính lúc như vậy thì tài khoản của anh em sẽ càng bị giảm thêm mà thôi nhé, bởi vì các đồng coin đó sẽ có những sóng điều chỉnh, sau đó thì anh em sẽ cảm thấy cái số tiền của mọi người nó bị giảm đi nhiều quá rồi cắt ra và đánh future, và như vậy là chúng ta mất hết sạch tiền thôi. Đây sẽ là kinh nghiệm cá nhân của mình và mình đã đúc kết ra quá là nhiều lần mất tiền rồi nhé. Mình đã trải nghiệm ở trong thị trường này cũng có khá là nhiều các cái mùa lên xuống của thị trường rồi. Cho nên là chúng ta sẽ nốt lại giúp mình cái mục đó nha anh chị em. Cái sóng ngắn ấy, như là chúng ta nhận định về Bitcoin và altcoin, nó mang tính chất tương đối gọi là cái mức độ may mắn cao hơn đó, so với cả phân tích. Bởi vì nếu mà anh em đưa ra rất nhiều cái dữ liệu mà đường chặt không đi theo ý của anh em, không đi theo cái ý phân tích của anh em thì nó cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả đâu. Nó không update được cái vấn đề đó chúng ta đang rất là giỏi đâu. Liên quan đến cảm nhận của anh em nhiều hơn nhé, đối với cả thị trường đó, về các cái sóng trend của altcoin. Vậy nên mình có một cái lời khuyên ở đây, đó là nếu mà chúng ta đã mất tiền ở trong crypto thì mọi người đừng rời bỏ crypto để vào truyền thống nhé. Bởi vì có nhiều anh em chúng ta đã mất cả vài tỷ vài chục tỷ ở trong crypto, chúng ta làm truyền thống thì mãi mãi chúng ta không thể hồi lại để chúng ta có thể trả nợ cái số tiền ở đâu nhá. Nhưng mà ở trong crypto thì sẽ là có cái cơ hội để cho anh em hồi vốn nhanh hơn. Nhưng mà chúng ta đừng tham gia margin một đòn bẩy nữa, mà chúng ta hãy tham gia vào DCA một số các cái đồng coin tốt ạ. Chúng ta an toàn thì mọi người có thể là mua các cái đồng coin tốt đầu như là Bitcoin thường. Còn nếu mà chúng ta muốn rủi ro hơn một chút thì chúng ta sẽ thiên hướng đối với cả những đồng coin hiện tại đang được cộng đồng quan tâm nhiều hơn, các cái đồng meme coin bên hệ sinh thái Ethereum và các cái đồng coin hiện tại đang có dòng tiền lớn đổ vào nhé. Ok, và như vậy thì qua clip ngắn này mình cũng đã biết cho mọi người về Bitcoin và altcoin. Nói chung nếu mà để nói rõ ràng hơn, đó là thời điểm này đây em đang ôm đồng coin A, đồng coin B ấy, đang bị lỗ rất là nhiều rồi đó, thì chúng ta có nên mua và ôm tiếp hay không, hoặc là chúng ta có nên cắt lỗ hay không, thì cái câu trả lời cho anh em ở đây đó là có khuyên anh em có cắt lỗ hay không thì không ai dám khuyên đâu nha. Bởi vì nếu mà khuyên anh em cắt lỗ á, mà không may đồng coin nó tăng lên thì anh em sẽ trách cái người chia sẻ cho anh em mà thôi á. Cho nên chúng ta sẽ cần phải tự quyết định về cái đầu tư của anh em, và chúng ta có thể là cơ cấu lại cái danh mục này. Kỳ vọng của mình ở đây là gì, đó là nếu mà có thể là xuống cái vùng 60.000 hoặc là từ cái vùng hiện tại nhé, nói chung nó tiệm cận gần nhau mà thôi, thì sẽ có một cái sóng hồi phục ngắn trở lại cho anh em á. Cái sóng đó thì chúng ta có thể là cắt bớt USDT ra để chúng ta dự phòng bên ngoài nhé, để cho chúng ta bớt bị phẫn nộ cũng như là bớt bị sợ hãi những lúc mà thị trường nó ảm đạm như vậy nhé. Và anh em đa phần thì thường hay mắc phải cái lỗi đó là khi mà thị trường bullish thì mọi người cũng sẽ bullish tâm lý theo thị trường đó. Cho nên này, mọi người sẽ xem ở trên kênh của mình nhé. Mình đã có update cho anh em cái clip cách đây khoảng tầm tháng 3 đó. Anh em sẽ xem lại cái phân tích này của mình vào khoảng thời gian tháng 3, lúc đó thị trường rất là bullish nhá. Và altcoin mình côn cho anh em ấy thì đều đang x3, x4, x5, ít nhất phải x2, cực kỳ là có nhiều cái đồng altcoin x nhiều đó. Thậm chí có cả những đồng altcoin x10 như là Bebe đó. Lúc đó là Bitcoin 73.000x đúng không? Mình cô cho anh em cash out bớt USDT đúng cái vùng quanh lên vùng đỉnh, thực sự rất là may mắn luôn, 73.300 nhé. Nếu mà chúng ta đang lợi nhuận quá là nhiều đối với cả một số đồng coin lớn rồi, mình khuyên anh em chúng ta nên cash bớt ra nhé. Lúc nào đó anh em vẫn luôn luôn có đô bên ngoài để chúng ta có thể đi chơi coin. Nhưng mà theo quan điểm cá nhân của mình ấy, thì thị trường sẽ vẫn cần một cái đợt điều chỉnh từ 30 cho đến khoảng tầm 50% để giúp bớt đi các cái lượng short term order kèm theo newbie mới vào thị trường đó. Họ cảm thấy kiếm tiền quá là dễ, sắp tới đây khả năng sẽ gây ra FOMO ngắn hạn nhiều hơn và sẽ rút một đợt hàng để tiến đến một siêu chu kỳ uptrend sắp tới với Bitcoin trên 100.000 nhé. Ok, và đó là cái nhận định của mình cho anh em về Bitcoin bán coin. Nhưng mà mọi người sẽ thấy rằng cái khoảng thời gian đó thì sao, có nhiều người chúng ta gồng lời và gồng đến tận bây giờ luôn á. Tức là chúng ta mua cái đồng Optimism ở giá 1.7 lên 3.5, 4.5 đô la anh em không bán. Đó, x mấy lần rồi. Bây giờ đây thì quay trở lại để mua. Và lúc đó thì mọi người lại cảm thấy chán nản, đúng không? Hoặc là bán đi thì tiếc đó. Vậy nên nhấn mạnh lại cho anh em một lần nữa ở phần cuối của clip nhé. Đó là chúng ta luôn luôn có USDT dự phòng kể cả khi mà thị trường đang ở một cái sóng bull nhé. Nhớ giúp mình cái điều đó nhé. Ok, và nếu mà chúng ta cảm thấy clip của mình hữu ích hãy để cho mình một like, subscribe kênh YouTube và nhấn vào thông báo lên nhé, để không bỏ lỡ qua tất cả những nội dung quan trọng từ thị trường này. Nếu mà chúng ta muốn cập nhật về các cái đồng altcoin nào đó, anh em có thể là comment ngay ở dưới phần bình luận của video nhé, để mình có thể lên và tổng hợp lại update cho anh em. Còn clip về Bitcoin thì mình đang tổng hợp rồi và sẽ lên sớm cho anh em mà thôi nha. Cuối cùng, xin được cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những clip sau.